Chào các bạn à, hôm nay chúng ta lại lên sóng BTV và các bạn sẽ giao lưu một cái bạn doanh nhân trẻ, một nữ doanh nhân trẻ đến từ Bình Dương. Bạn đó cái kinh nghiệm về kinh doanh đã là lâu năm rồi. Vậy thì bây giờ bạn Oanh, bạn có thể cho các bạn trong cộng đồng Bi và rất là nhiều bạn ở khắp mọi miền đất nước này khi họ xem cái TV này họ biết về bạn, bạn giới thiệu là bạn họ tên là gì, bạn đang kinh doanh được bao nhiêu năm rồi, và hiện tại thì bạn đang ở đâu, bạn có thể cho mọi người biết ạ. Chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Oanh, mình năm nay là 32 tuổi, hiện tại là kinh doanh ga ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hiện tại mình có gia đình và có hai baby. Mình kinh doanh ga nay là hơn 10 năm. Hôm nay rất vui được chia sẻ với thầy và mọi người. Vậy là vừa rồi các bạn thấy không ạ? Còn rất trẻ, một kinh doanh 10 năm rồi. Nghĩa là bạn bắt đầu kinh doanh từ lúc 22 tuổi. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái điều gì mà nó làm cho bạn mới 22 tuổi đã lao ra làm kinh doanh? Hồi đó cái quyết định cái vấn đề đó là gì? Thực ra cái việc kinh doanh này là mình kinh doanh từ nhỏ. Mình ảnh hưởng từ người mẹ rất là lớn. Mẹ mình là một người kinh doanh nên là mình học hỏi được từ kinh nghiệm từ người mẹ. Và thứ hai nữa, mình thấy là chỉ có con đường kinh doanh thì mới ra làm chủ. Và khi ra làm chủ thì mình có cơ hội được tiếp xúc với rất là nhiều người, trong đó là rất là nhiều bạn trẻ, để mình học hỏi thêm được kinh nghiệm. Và thứ hai là mình được giao lưu, được tiếp xúc với những người thành công. Và đặc biệt nữa là để mình có cái nguồn năng lượng. Và thứ tư nữa là để cho công việc của mình nó tốt hơn, nên là mình quyết định ra kinh doanh. Và mình lĩnh vực thì mình kinh doanh rất là nhiều lĩnh vực, nhưng mà đối với lĩnh vực ga thì mình đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Vậy thì cái các bạn nghe bạn Trâm nói không ạ, là do cái truyền thống gia đình ba mẹ, các bạn thấy không ạ, vì truyền thống gia đình ba mẹ nên là nó làm cho bạn ra kinh doanh luôn. Và cái điều này mình cũng liên tục chia sẻ trong những đoạn video trước rồi, cái mà người đi trước á, mà họ làm được việc đó, đặc biệt là ba mẹ chúng ta thì sẽ truyền cho chúng ta cái kinh nghiệm đó. Nên là nếu mà chúng ta đang thế hệ trẻ này nè, và chúng ta muốn thay đổi cuộc đời của thế hệ bắt đầu từ chúng ta và cho thế hệ sau này cho chúng ta, là chúng ta phải ra làm chủ bây giờ. Dù có thất bại đi nữa, các bạn cũng phải biết rằng là các bạn dạy cho con bạn là lại cái gì. Vậy thì cái hồi nhỏ xưa bạn có nhớ là ba mẹ dạy cho bạn cái gì mà mới còn trẻ đã lao ra làm kinh doanh không? Cái lúc xưa. Dạ, lúc em chia sẻ là lúc còn nhỏ thì mẹ em nói là mình chỉ có kinh doanh mình mới thoát được nghèo, và khi kinh doanh mình sẽ gặp gỡ được rất là nhiều người, mình học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, và mình sẽ trưởng thành hơn, và mình đặc biệt là mình sẽ làm chủ được cái thời gian của mình, không có bị gò bó và không có bị ai ép bỏ cái thời gian của mình hết. Đó là mình chia sẻ về cái vấn đề như vậy. Bây giờ con lớn nhất của bạn là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em, và baby của em lớn nhất là 8 tuổi. Và bé nhỏ? Dạ, bé nhỏ là 6 tuổi. Vậy bây giờ bạn có dạy cho bé là phải ra làm kinh doanh không? Dạ em, mỗi ngày em hỏi là sau này con lớn lên, câu hỏi đầu tiên đó là em hỏi là con thích làm chủ hay là con thích làm thuê. Thì bé trả lời là con thích làm chủ như mẹ. Bé đã trả lời như vậy. Rồi bạn có huấn luyện chia sẻ gì cho bé trong cái kinh doanh bây giờ không? Dạ em đưa cái nem cả của em, cái tờ rơi của em nói là con cứ đi lên lớp đi, con phát cho ba mẹ đó là mẹ đang làm lĩnh vực ga. Thì ga trong gia đình thì tất nhiên là các phụ huynh khác ai cũng dùng ga hết, mà bé đầu tiên bé cũng sẽ rất là ngại, và bé nói là con có thể con cũng ngại lắm mẹ, nhưng mà mình động viên mẹ mình nói là con cứ cố gắng đi tập mỗi ngày một chút thì từ từ con sẽ quen đi, con không có sao. Và mẹ cũng đang tập dần về cái tính cách như vậy, và mình cũng cảm thấy rất là vui mình chia sẻ cho các bạn như vậy. Giữa cái đứa lớn với đứa nhỏ thì bạn thấy cái đứa nào nó có cái tố chất kinh doanh tốt không? Dạ em thấy đứa bé đầu là baby gái thì em thấy nó giống tính cách nó giống em hơn, nó cũng mạnh mẽ, và là đặc biệt nó em dạy bé từ lập từ nhỏ. Rất là tuyệt vời. Vậy thì trong quá trình kinh doanh á thì bạn là người kinh doanh trước rồi bạn mới có gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì khi mà ông xã về, ông xã là người kinh doanh chưa hay ông xã
về với bạn rồi ông xã mới kinh doanh gì với bạn? Dạ, cái công ty của em là có trước khi em về đã ông Hạ đã thành lập trước đó 1 năm. Sau em về 1 năm thì em có đi làm công chức nhà nước, nhưng mà em thấy công việc này nó không có phù hợp với em, và em nghỉ, quyết định là em nghỉ nhà nước và em lao vào kinh doanh phù ông xã. Từ đó nay là cũng hơn 10 năm rồi. Vậy là ông xã cũng có báo kênh cho kênh cho anh. Dạ đúng rồi. Bạn này rất là hợp. Vậy thì hiện tại là ai là nắm chủ sĩ của công ty đó? Em hay ông xã? Dạ chủ sĩ thì em cũng, em chỉ là em nói là em phù ông xã thôi, còn em cũng là sale thôi, nhưng mà em làm bên mảng là marketing là phần lớn, còn bên mảng điều hành là ông xã em. Nhưng mà chủ sĩ của công ty đó hiện tại là ai? Dạ là em. Ok, phụ nữ các bạn thấy luôn luôn là boss. Các bạn thấy không ạ? Mình cũng vậy, mình ra kinh doanh lâu rồi nhưng mà mình có vợ về thì hiện tại là mình là nhân viên, vợ mình là boss của mình. Ok không? Nên là đi đâu mà có vợ chồng đi theo mình nói đây là boss của mình. Mình chỉ là phụ tá thôi. Các bạn thấy chưa? Phụ nữ họ có một cái sức mạnh rất là tuyệt vời vậy á. Vậy thì bạn kể một chút xíu về cái lĩnh vực kinh doanh bạn, cái lĩnh vực kinh doanh ga của bạn nó có những cái khó khăn gì, nó có những cái trăn trở gì? Dạ em hiện tại đang kinh doanh lĩnh vực là ga, là Sopet ga ăn thương hiệu Nhật Bản, và em thấy cái sản phẩm nó rất tốt, em muốn giới thiệu và lan tỏa xung quanh thủ dầu một. Trong cái quá trình kinh doanh em gặp những cái vấn đề khó khăn, đó là cạnh tranh, đặc biệt là em bán cái sản phẩm rất tốt nhưng mà những cái người khác người ta bán những cái sản phẩm nó không có uy tín, không có chất lượng, và đặc biệt là cái cạnh tranh giá nó bán phá giá rất là nhiều. Và bây giờ em chỉ có mong muốn làm sao mà mình thoát được ra cái cảnh đó, để em đưa cái thương hiệu của em và cái sản phẩm của em biết là tốt rồi đó, nhưng mà mọi người chưa có biết đến nhiều, chưa có lan tỏa được, và em đang tìm cách để làm sao mà cái sản phẩm của mình được lan tỏa và để cho mọi người dùng, để cho nó an toàn. Cái điều gì mà làm cho bạn từ Bình Dương chạy xuống dưới này nó cũng khoảng 40 cây để bạn đi học, cái điều gì? Em cũng chia sẻ chút xíu là bởi vì thế này, có một lần em lên bàn khách mai, và bạn đó là bên công ty truyền thông AA, bạn là người bạn của em, và bạn nói là anh ơi, chẳng nhẽ mày kinh doanh mà mình thấy bạn là có rất là nhiệt huyết, nhưng mà bạn thấy cái cách của bạn làm mình thấy không có ok gì hết, giờ bạn có muốn phát triển nó lên lớn hơn không? Và mình nhận ra thì ra là đúng, mình làm như vậy mấy nay là mình làm trong quá trình hơn 10 năm nhưng mà mình cảm thấy nó nhỏ quá, nó chưa có thể phát triển, và mình bế tắc rất là nhiều thứ. Nên là mình từ khi ngày mà mình có một cái người bạn như vậy gieo vào mình một cái mầm như vậy, nên là mình đã lặn lội từ Bình Dương và lên gặp Bitanin, và đặc biệt là người thầy Duy là người thầy mình rất là kính trọng. Mình lặn lội, đặc biệt là nhiều mình chia sẻ luôn là cứ tới 11 giờ đêm mình mới về được tận nhà. Mưa to gió lớn thì mình cũng đi, mình quyết tâm mình đi để mình thay đổi cái công việc của mình, thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn. Và mình chia sẻ cho mọi người như vậy. Khi mà bạn học được cái kiến thức kinh doanh bài bản như vậy thì bạn thấy bạn có thay đổi không? Và bạn có nhận ra là 10 năm kia phải chỉ mình biết cái kiến thức này thì nó thay đổi nhiều không? Thật sự là mình cảm thấy mình gặp thầy và mọi người trong lớp hơi bị muộn. Nếu như trước đây, cách đây 7-8 năm mình biết lớp học này, mình đã đi từ cái ngày đó chứ không có để tới hôm nay như vậy. Nên là nhưng mà mình nghĩ là muộn còn hơn là không có nắm được kiến thức này, không có gặp gỡ tiếp xúc được thầy. Nên là mình rất là cảm ơn thầy. Là một người phụ nữ mà đi kinh doanh nó có những hạn chế hơn em. Dạ. Ok chưa? Cái đó là điều chắc chắn. Là thì những cái khó khăn của người nữ khi đăng nhanh đó là gì? Cái khó khăn của người phụ nữ là ngoài cái công việc là một người phụ nữ rất là nhiều, thì mình không có muốn kể ra dài dòng, tất cả là ai cũng biết, nhưng mà mình khó khăn trong cái thời gian rất là nhiều vì gò bó rất là nhiều, rồi gò bó trong cái thời gian để mình công việc tiếp xúc này, rồi nói chung là rồi gò bỏ trong cái việc đi học để mình cũng phải là vật lộn, mình cũng phải quyết tâm, mình cũng phải trăn trở, rồi mình mới có cái thời gian, và vậy mình phải thu xếp rất là nhiều thời gian để mình quyết tâm được mình lên lớp, mình cố gắng mọi cách để mình có thể lên lớp và còn đi học những cái lớp khác nữa của thầy. Vậy thì bạn có cái lời khuyên gì gửi đến cho những cái bạn nữ muốn ra khởi nghiệp như bạn không? Mình có lời khuyên là các bạn muốn thay đổi cái bản thân mình,
thay đổi cái cuộc sống của mình thì các bạn phải quyết tâm và các bạn hãy đi học đi, hãy đi trải nghiệm đi, và các bạn phải về bắt tay phải làm. Chỉ có làm thì mới có kết quả. Và các bạn muốn có cái động lực thì các bạn hãy vào Bitternin và kết bạn với thầy, và các bạn như những người như mình thì sẽ có nguồn năng lượng và để cho các bạn tiếp tục đi tiếp. Rất cảm ơn mọi người. Là một hiện tại mà mọi người đọc video này đó, và mọi người muốn liên hệ với bạn để học hỏi về cái danh ga thì mọi người phải liên hệ nó như thế nào, hoặc họ muốn mua ga thì họ phải làm như thế nào? Nếu mình sẽ sẵn sàng chia sẻ nếu như những bạn nào muốn biết về lĩnh vực ga, tại mình có hơn 10 năm kinh nghiệm. Facebook của mình là Nguyễn Oanh, số điện thoại 0989790810, và hoặc các bạn có thể vào trang chuyên gia là gathu1.vn, hoặc là tên thương hiệu là sundayga.com. Rất là tuyệt vời. Vậy thì nghe nói là ngoài cái việc mà bạn đang kinh doanh thì bạn còn đầu tư bất động sản nữa, đúng không? Bạn có thể bật mí một chút xíu thời gian đâu mà bạn đi đầu tư bất động sản và là kiếm có được hay không? Ngoài cái việc kinh doanh ga thì mình rất là thích căn bất động sản, nhưng mà mình nghĩ mình không có thể đi hai căn một lúc, và mình chỉ có dùng tiền để đầu tư thôi, nên là mình tập trung vào ga trước, và mình có tiền mình sẽ dùng vào đầu tư bất động sản. Và mình chia sẻ chút xíu là mình cũng kiếm được rất là nhiều thu nhập từ bất động sản. Bạn có thể bật mí là một năm vừa qua thì bạn thu nhập riêng từ bất động sản là khoảng bao nhiêu ạ? Chút xíu thôi. Dạ cũng tầm được vài tỷ. Rất là tuyệt vời. Các bạn là một người nữ rất là năng động. Ok chưa? Vừa kinh doanh và khi mà cái nguồn tài chính đó nó dư ra thì chúng ta bỏ vào bất động sản, cái đó là một cái chiến lược đi rất là phù hợp. Vậy thì nếu mà có một cái lời khuyên gửi chung hết đến cho những bạn khởi nghiệp cả nam và nữ luôn, thì bạn gửi cái gì? Thì nữ chúng ta ra khởi nghiệp được mà các bạn nam thì sao? Bạn có một cái lời khuyên chung, một cái câu nói chung thì đó là cái gì? Mình sẽ chia sẻ cho các bạn á, là các bạn muốn một chỉ có hai con đường, một làm công hai làm chủ. Các bạn chọn con đường nào thì cứ quyết tâm làm đi, làm tới cùng đi. Dù có thất bại thì mình cũng sẽ học được kinh nghiệm, tại vì thất bại là mẹ của thành công. Và các bạn hãy quyết tâm làm tới cùng. Và bởi vì mình rất là nhiều mục tiêu, nhưng mà cái thời gian của mình tồn tại trên cuộc đời này rất là ngắn, nên là các bạn hãy dẫn thân vào, lăn xảo vào làm và làm hết sức. Lúc nào mà mệt mỏi quá thì các bạn hãy dừng lại, và rồi các bạn sẽ nghỉ. Vì sao mà mình đăng cái mục tiêu của mình đầu tiên là như thế nào, và nghỉ tới cái mục tiêu, và mình sẽ có động lực để đi tiếp. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem cái đoạn video của bạn Anh chia sẻ, và mình tin rằng là sau cái cuộc chia sẻ này các bạn sẽ hiểu hơn bạn Anh, các bạn sẽ kết nối bạn Anh để các bạn có nhu cầu đi kinh doanh ga hoặc là tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh ga. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký ở phía dưới của cái đoạn YouTube này, và mình sẽ chia sẻ bạn những cái đoạn, rất là nhiều cái đoạn khác hay nữa. Chào các bạn. Chào tất cả các bạn.